Bama. In a minute, you clean my car good. I give you a good tip, okay? The Mercedes, the white one, okay? The white color, okay? I let you know first. Don't worry, I give you a good tip, okay? Yeah. Thank you. Mama, give me one towel. Mama, give me one towel. I help you. Give me one towel. Đó, bây giờ nó bắt đầu mình lăn xả và mình chùi luôn nè các bạn. Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn sạch thì mình phải tự chùi đó các bạn. Đó, thấy chưa? Chuyện tình thôi mới đáng nhớ. Hồi nó kêu cái cô này cổ chia tiền tiếp với mình. Thấy chưa? Tự nhiên mình tự xử luôn rồi mà không tự xử mà mình vẫn cho tiền tiếp, các bạn thấy không? Các bạn thấy tôi này dụ hay không các bạn? Cái gì mình cũng phải dụ giống như các bạn đó, thấy chưa? Mình muốn xe mình sạch, mình muốn người ta chùi mình kỹ thì mình phải bỏ nhỏ chút xíu đó các bạn. Tức là mình gọi là bỏ nhỏ đó. Nói nhỏ nhỏ gì đủ hai người nghe rồi đó. Chùi xe cho sạch sẽ đi chút xíu nữa. Cà phê cà pháo ăn bánh mì đó thầy. Thở ban đầu 2695, okay. Còn mấy rồi mấy chiếc thằng nhỏ nhỏ đẹp quá các bạn, mấy chiếc xe này các bạn nhỏ nhỏ đẹp quá. Yeah, one side. Thank you. Quá trời xe luôn các bạn ơi, quá trời xe luôn. Hôm nay á trời nắng tốt cho nên everybody đi rửa xe nè các bạn. Và trong đó có cả luôn Tony. Đây là cái chỗ rửa xe nè các bạn, người ta rửa bằng máy các bạn ha. Người ta hút bụi thì bằng người hút, nhưng mà người ta chạy xe vô đây để cho máy rửa. Rồi sau khi mà chạy vô đây thì chạy ra tới đây. Rồi right here, nhìn ngón tay của Tony nha. Đó, thì bắt đầu có người chùi ở bển đó các bạn. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lê Houston nha. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ sáu, ngày 13 tây thứ sáu, an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thì trong cái video này Tony xin chia sẻ cũng như là chiếu cho các bạn xem cho vui cái cảnh mà trong mùa dịch mà tại thành phố Houston này, cái chỗ rửa xe nó đông người quá, và rửa xe ở đây như thế nào và sao. Nói tóm lại thì chắc là nhiều quý vị khán giả ở nước ngoài, ở Mỹ thì chắc đã biết rồi, nhưng mà mình cũng chia sẻ lại cho các bạn ở vòng quanh thế giới và ở Việt Nam xem cho vui các bạn nha. Nếu các bạn thấy nó vui vẻ, nhộn nhịp, yêu đời thì để lên một cái like, một cái bình luận. Và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì nhấn nút đăng ký và bấm cái chuông cái bên để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Sau đây mời các bạn enjoy cái video. Đây nè các bạn, đây là cái downtown của thành phố Tomball, nơi mà cái căn nhà mới của Tony đó các bạn. Rồi cái chỗ rửa xe này nó nằm ở trong cái khu Tomball Plaza Big Lots. Everything nó chỗ có chỗ exercise tùm lum hết các bạn nha. Đây, khi mà các bạn chạy xe vô đây thì các bạn sẽ lại chỗ đó, các bạn chọn những cái mà coi như là các bạn muốn rửa xe theo cái chương trình nào, nó có đầy đủ các loại chương trình các bạn. Nó có từ 19 đồng, 21 đồng, 25 đồng, 30 đồng, 60 mấy đồng, cả trăm đô la luôn các bạn nha. Nó tóm lại là nó bắt đầu từ 19 đồng 99 cho đến cả trăm mấy chục đô la luôn á đó. Thì đây, chỗ đó là chỗ hút bụi, chỗ để mình lấy order rồi sau đó hút bụi, rồi mình vô trong đó mình trả tiền, rồi chiếc xe mình thì để cho người ta tự làm hết. Nó tóm lại là như vậy đó, mình chỉ vô mình trả tiền thôi, mình đậu xe đó mình vô mình trả tiền, rồi người ta hút bụi, rồi người ta chạy vô máy rửa, rồi sau khi máy rửa ra rồi bắt đầu ra đây thì có những người người ta chùi nè các bạn. Đây là cái downtown của thành phố Tomball, một cái nơi mà có thể nói là nó gọi là làng nail đó các bạn. Có rất là nhiều tiệm nail các bạn ơi. Đi qua 2-3 bước là có một tiệm nail, đi qua 2-3 bước là có một cái tiệm nail. Một cái góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ thôi mà nó có 4-5 cái tiệm nail luôn các bạn. Ở bên Việt Nam thì mình có làng nướng, còn bên Mỹ thì mình có làng nail các bạn ha. Rồi, quá vui vẻ nhộn nhịp luôn nè các bạn. Quá trời đông luôn, bởi vì có tiền mà mình mở ra một cái chỗ rửa xe như thế này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, tha hồ mà lụm tiền đúng không các bạn. Cái chỗ này hình như là của người Mỹ đó các bạn, tại vì đa số những nhân viên ở đây là người Mỹ không nè các bạn. Đó,
quá đã luôn, quá đã luôn, đông quá tha hồ mà hốt bạc. Ở bên đó thì nó có chỗ ở chicken buffet, xích kia thì nó là qua mã. Để coi cái bên đây, bên đây là khô g với SGB đó, thấy chưa? Ở tiệm nail của Tony thì ở đằng kia nó gọi là Express Detail đó, các bạn thấy chưa? Nó có giá cả đàng hoàng, tùy theo các bạn chọn chọn giá cả nào thì người ta sẽ làm theo cái chương trình đó. Hút bụi rồi chùi rửa cho nó sạch sẽ đó các bạn, nó tóm lại là như vậy á. Detail là như vậy đó các bạn, quá đã ha. Không, bên đây đó các bạn thì người Mỹ á, người ta có những cái doanh nghiệp như thế này. Ví dụ là người Mỹ thì người ta thích bán những cái chiếc xe nó gọi là food truck đó các bạn, chạy vòng 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 hoặc là bán lề đường ha. Thứ hai thì người ta sẽ mở những cái chỗ rửa xe như thế này. Thứ ba nữa là người Mỹ người ta thích làm cái chuyện là xây nhà, xây cửa đó các bạn, tức là nó gọi là construction đó, đó đó đó. Đó là những cái công việc mà người Mỹ người ta hay làm ở bên cái đất Mỹ này đó các bạn. Còn người Việt Nam của mình thì ví dụ như là nhà hàng, tiệm nail, tiệm phở, tiệm bánh mì, tiệm ăn đó, thì mỗi một cái sắc tộc, dân tộc thì người ta có những cái đặc trưng khác nhau đó các bạn. Đây các bạn thấy không? Người ta chịu cực chịu khó chùi rửa xe rồi người ta xây dựng nhà cửa. Đây dạo vòng qua bên đây luôn đó, đó, đó. Đi theo là vậy đó các bạn, đó. Người ta chùi cho nó sạch sẽ, người ta chùi kỹ lưỡng các bạn. Xe truck này cũng bự quá đó. Xe của Tony đang tiến vào cái chỗ nó gọi là vacuum, tức là hút bụi đó đó. Anh đang làm cho cái xe Tony đó. Đó, anh đang rửa những cái miếng lót lót trong xe cho Tony á. Xe của Tony bắt đầu tiến vào cái vùng cấm là vùng rửa đó các bạn, tức là vùng không cho người vào, chỉ có xe vào thôi đó các bạn. Xe của Tony bắt đầu tiến ra khỏi vùng cấm địa. Và cái cô gái người Mỹ đó bị Tony dụ dỗ đã đang tiến lại gần chiếc xe của Tony để chuẩn bị làm thịt xe Tony. Qua những cái lời mà Tony đã coi như dụ dỗ đó các bạn, thì cô ta sẽ bắt đầu chùi cho xe của Tony sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ. Nó vẫn chơi với các bạn cho vui rồi nhá. Nhiều khi những câu nói vui cười này mà có thể là cái động lực để mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh đó các bạn. Right here các bạn nhé, right here. Oh yeah. La 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 la. Dạo vòng xem mấy em này chùi xe coi. Trời chuyển mưa trời rầm nữa các bạn. Mỗi lần tôi đi rửa xe là tự nhiên trời mưa trời rầm, mà các bạn không hiểu làm sao vậy. Không rửa thì trời nắng quá trời luôn, rửa cái trời rầm trời mưa. rửa cũng như không rửa đó các bạn. Đó nè, cảnh quan của chiếc xe của tôi này đây nè. Hola, muy bien. Yes. Ngộ quá các bạn ha, tự nhiên rửa ra cái thấy mới dễ sợ các bạn. Mấy tháng nay đi á, bụi bặm bù lăng bù la bù lóc, trời ơi. Very good.
Đó, khi mà những cô nàng này chùa xong thì người ta sẽ la lên ready ready, thì những cái người chủ xe nào của ai ở trong đó đó các bạn, ví dụ xe của ai thì người ta sẽ đi ra ngoài này, người ta sẽ lấy chìa khóa và người ta sẽ lấy xe của mình. À, thấy chưa? Mucho trabajo, mucho dinero. Mấy hôm nay dọn nhà đi xe nó bụi bặm quá, giờ chùi cho nó sạch sẽ chút xíu, rửa ráy cho nó sạch sẽ chút xíu. Mañana una more. Tomorrow I bring one more out. Yeah, I have one more to watch. Yeah, maybe mañana. Mañana, okay? See you or no?
các bạn ơi, các bạn à, thông thường ở đây đó các bạn, mùa hè đó những cái chỗ rửa xe nó rất là đông các bạn. Thay vì thứ nhất là trời nắng chan hòa chảy mỡ, thứ hai là coi như nó tốt lại thì ai cũng muốn xe của mình sạch sẽ đó các bạn. Cho nên những cái chỗ rửa xe ở bên đây á, mùa hè là hốt bạc, mùa đông thì không phải là không hốt nhưng mà nó lai rai các bạn nha. Tức là mùa đông thì ở bên đây nó không có lạnh gì mấy và nó không có tuyết, thì trời cũng rất là nắng ấm chan hòa chứ không có chảy mỡ mùa đông á. Cho nên người ta cũng thích đi rửa xe. Cho nên nó tóm lại thì mùa đông thì người ta sẽ doanh thu ít hơn là mùa hè. À, thấy chưa? Chứ không phải là không có doanh thu các bạn. Giờ mình sẽ dạo một vòng để lại đây coi coi người ta đang làm gì đây đây nè. Nó tóm lại mình trong thời gian mình chờ đợi rửa xe thì mình đi nhiều chuyện luôn đó các bạn. Để chia sẻ lại với các bạn xem cho vui. À, đây rồi. Sau lưng của tôi này quá trời người luôn. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ ngày xưa mà Tony đi tập gym đó các bạn. Đó, cái phòng gym ở trong đó đó. Đi exercise đó các bạn. Nghe nói gym nó sợ quá nên nó tóm lại đi exercise đi cho tan mỡ á. Tại vì mình bị cholesterol cho nên mình cần phải đi exercise đó các bạn. Đây. Đây là cái chỗ mà có thể nói là detail nè các bạn. Đây, detail là cái gì? Mời các bạn xem nhé. Cho các bạn xem một tí xíu về cái cảnh đường phố của thành phố Thornbury. À, nó rất là coi như là có sức sống đó các bạn. Không khí thì nó trong lành, mát mẻ. Xe thì nó cũng không nhiều mà cũng không ít, tức là ý tôi này nói là nó có sức sống á. À, thấy chưa? Nhưng mà nó không quá bề bộn, ồn ào nhộn nhịp các bạn nhé. Cái khu học đường ở đây thì cũng very good. 8 điểm, 8 trên 10 đó các bạn, 8 trên 10. Ở bên kia nó cũng có cái chỗ chicken. Bên đây nó cũng có chỗ chicken. Hai bên chicken nó nhìn nhau các bạn. Nhưng mà bên nào vẫn sống các bạn nha. Mà nay nấy sống thì nó người Mỹ nó vậy đó các bạn. Nó cạnh tranh công bằng các bạn nha. Đó, ta đánh bóng rồi các bạn. Ta đánh bóng cái vỏ xe đó các bạn thấy không đó. Nghề dạy nghề đó các bạn thấy không. Mấy cô này chùi riết rồi, giống như là professional vậy đó các bạn. Chùi coi như là very good. Chùi super chùi. Chùi chuyên nghiệp luôn á. Chùi trên cái chuyên nghiệp nữa. Xe của tôi này bắt đầu chuẩn bị từ từ ra khỏi nơi rửa.